Dancing, 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 d
quý vị đã thân mến, buổi chiều ngày hôm nay niềm vui đang chảy vào lòng con người làng và ngõ xóm khi được trở về bản điểm giàu đẹp của chúng ta. Và mình quyền tặng lời của những chàng trai, những cô gái đã đến sân bay di chuyển chắc tế cây trầu tập cưới và cây trầu tạm tài vào phía sân nhà. Và chỉ còn một ít phút nữa các cụ quan họ nhà trai sẽ tất cả lễ hôn cưới và cây trầu với các cụ quan họ nhà gái. Trân trọng mời các cụ các bà, trân trọng mời quý vị. Kính thưa câu các bà, cô chị chú bác cùng toàn thể họ nhà gái, tôi đại diện họ nhà trai là bác của cháu Mạnh Khởi xin phép được phát biểu. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể họ nhà gái cũng như tất cả các khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu thành phần của đoàn họ nhà trai chúng tôi, gồm có ông là bậc bề trên của chú Quế ở Kim Thanh và các bác các chú bên họ đội họ quan của chú Quế và Kim Thanh. Mời bác ra được bác phải bác bên Hương Yên anh bên bề trên của Kim Thanh cùng với anh em trong đội tập và chú Quế là bố thân sinh ra cháu Mạnh Khởi các bạn trong ngày nay. Sau một thời gian tìm hiểu yêu nhau, hai cháu đã báo cáo gia đình được sự đồng ý nhất trí của hai gia đình hai họ quyết định tiến tới hôn nhân. Cho nên đoàn nhà trai hôm nay chúng tôi đến đây trước hết có cơi chầu lễ ăn hỏi. Nhà trai tôi chuẩn bị 700 lễ vật và đến ra mắt và xin được họ nhà gái chấp thuận. Cảm ơn. Thưa các cụ công các bà, cô chị chú bác đại diện cho họ nhà trai, kính thưa toàn thể quý vị đang ngồi trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay gồm có bà Lộc của cháu Phương là bà chính, ông ngoại là ông Giáp và thân sinh của cháu Phương là ông Long, mẹ của cháu Phương là bà Mai, cùng toàn thể các ông bà cô dì chú bác anh chị em có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt nhà gái thì gửi lời chúc phúc lời chào trân trọng nhất tới họ nhà trai. Ngày hôm nay thì giờ đẹp ngày lành thì nhà trai có lời thơ chuyện và có lễ chuẩn bị lễ vật rất chu đáo. Thì xin hỏi cháu Phương là tôi về cẩm dâu thì thay mặt gia đình nhà gái tôi xin nhận lễ và kính mời các cụ các ông các bà ăn chầu uống nước hút thuốc và chuẩn bị chu đáo cho cái công việc sắp tới của hai cháu ngày mai. Anh nữa đi em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một
sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Cười lên đi cô gái, để cho anh thương vui.
mà nếu có như đàn chim trời mây bay nàng thang trên tình núi xa bờ, anh đây như mây bên núi đầy thương. Xuống chờ ngài cùng gì hơn em, xuống chờ với em, áo mềm chàng trai quay môi đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuyệt vời không ạ? Và hãy dành tặng cho anh Sùng Đại Gia và một tràng vỗ tay lớn của tất cả quý vị đi ạ. Và có quý vị rất nhiều trong nhóm nhảy, và chúng ta chuẩn bị trở về tại sân khấu của chúng tôi ạ. Xin mời những cô gái nào. Thế nào quý vị ơi, xin mời các dancer chúng ta có chưa trở về sân khấu ạ. Và một tràng vỗ tay thật lớn nhất sau đó những dancer của chúng ta trong đêm nay nào quý vị ơi. Và xin hỏi tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? We put on heels up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling.
chờ đón tất cả quý vị. Xin mời tất cả các bạn quý vị thật vui trở về tại sân khấu trong đêm nay ạ. Một sân khấu đã được chờ đón rộng mở để chờ đón tất cả quý vị và các bạn hãy cùng vượt xuân lên nào quý vị. Vâng quý vị, và trong lúc này chúng ta được chờ đón tất cả các bạn của chú rể đang cùng có mặt tại sân khấu nào. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng khỏe mạnh nhé. Máu lên nào quý vị ơi. Rất tuyệt vời.
pocket like money. Yeah!
mừng.